Xuất hiện một lô đất nằm rất gần với trung tâm xã Bầu Lâm, cách chợ Bầu Lâm 250m. Có diện tích ngang 10 dài 29m. Giá chỉ 195 triệu trên 1 mét ngang. Mời các anh chị cùng đếm xem. Mến chào tất cả các anh chị. Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bất Động Sản Quang Linh. Chúc anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video này, em xin giới thiệu cho các anh chị một lô đất có diện tích ngang 10, dài 29m, giá chính chủ ký gửi chỉ 195 triệu trên một mét ngang. Đường trước đất là con đường thông. Nếu các anh chị di chuyển thẳng theo hướng này và rẽ phải 250m, các anh chị sẽ đến chợ Bầu Lâm, tỉnh lộ 328. Và nếu như các anh chị di chuyển thẳng theo hướng ngược lại và rẽ trái, các anh chị cũng ra được tỉnh lộ 328. Khu vực này nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Kế bên lô đất đã có một căn nhà đang xây dựng. Và đây là sổ hồng riêng của lô đất. Lô đất thuộc xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Các anh chị có thể hình dung vị trí lô đất trên bản đồ vệ tinh. Và bây giờ em sẽ di chuyển từ vị trí lô đất ra chợ Bầu Lâm, tỉnh lộ 328. Để các anh chị có thể hình dung được vị trí lô đất chúng ta rất gần với tỉnh lộ 328, rất thích hợp cho các anh chị đầu tư kinh doanh. Các anh chị quan sát thấy trên màn hình, vị trí lô đất nằm rất gần với trung tâm xã Bầu Lâm, nên khu vực này dân cư sinh sống rất là nhiều và các hoạt động kinh doanh mua bán cũng rất nhiều các anh chị. Các anh chị xem video, thấy lô đất này phù hợp với nhu cầu đầu tư, sinh lời, an cư lạc nghiệp tại khu vực này, các anh chị hãy gọi ngay cho em theo số điện thoại thân thuộc 0986 606 314 để em có thể tư vấn một cách chính xác nhất nhé. Và trên màn hình là vòng xoay Bầu Lâm. Nếu các anh chị rẽ phải sẽ đến chợ Bầu Lâm, trạm y tế Bầu Lâm. Và nếu như các anh chị rẽ trái, các anh chị sẽ đến Ủy ban xã, Bách hóa xanh, ngân hàng. Bất động sản Quang Linh nhận ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Các anh chị có nhà đất cần bán, vui lòng gửi sổ, giá và vị trí về số Zalo của Bất Động Sản Quang Linh. Em xin cảm ơn.